Đề bài là số 104. Đề bài hãy tìm sâu con palindrome là sâu đối xứng dài nhất của một cái sâu S. Như vậy ở cái bài này các em cần nhận thấy chúng ta cần phải tổ chức ra được một cái hàm kiểm tra xem một sâu có là sâu đối xứng hay không. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đề đầu tiên thì bước đầu tiên ta nhập sâu S. Bước 2 đưa sâu con liên tiếp của sâu S. Sâu con liên tiếp thêm chữ dài nhất của sâu S ra là sâu đối xứng dài nhất. Sâu con liên tiếp thêm chữ đối xứng dài nhất của sâu S ra. Vậy thì cái lớp bài toán này là một trong những cái lớp bài toán rất phù hợp trong một cái đề thi, bởi vì nó quay về lớp bài toán đi tìm sâu con liên tiếp thỏa mãn điều kiện. Vậy ở đây chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn sẽ thực hiện sau khi nhập sâu S xong thì ta sẽ thực hiện cái công việc như sau. Duyệt qua tất cả các sâu con của sâu S. Ta duyệt y chạy từ 0 cho tới S chấm sai trừ 1. Bởi vì các cái số trong sâu được đánh số thứ tự từ 0. Khi đó ta lại thực hiện tiếp duyệt qua tất cả các giá trị z chạy từ y cho tới s chấm sai. Bởi vì ở đây trong trường hợp xấu nhất thì ta không chọn được cái sâu nào có nhiều hơn hai ký tự, nên ta for z chạy từ y, nhớ nhá, z ta chạy từ y. Tới đây thì ta sẽ thực hiện cái công việc như sau. Thầy khai báo một cái sâu S0. Thầy sử dụng là copy trong sâu S. Để copy trong sâu S, thầy sử dụng cái hàm sắp str. Từ vị trí thứ P, từ vị trí thứ Y, đi Z trừ Y ký tự. Với Y bằng 0, Z bằng 1, copy từ vị trí thứ 0 cho đến vị trí thứ 1. Như vậy thì ta có sẽ copy được hai ký tự, từ Y đến Z. Đấy. Rồi sau đó ta sẽ thực hiện cái công việc là kiểm tra xem nếu nó đối xứng hoặc là palin các bạn có thể tổ chức của cái sâu S0. À quên, các bạn chờ thầy tí nhé để kiểm tra lại thời gian. Không thể cho mình bay màu ra ngoài ngay. Ủa, thì rồi, không kịp rồi. Mới có kịp không? Bạn chờ tí nhé. Nếu không kịp tí nữa các bạn là nó thoát ra ta vào lại nhé. À, vẫn kịp, không hiện tay của mình nhanh hơn cả máy tính. Rồi, kế tiếp thì cho mình sẽ tiếp tục với bài toán như sau. Sau khi ta thực hiện copy trong sâu S từ vị trí thứ y cho đến z trừ y ký tự, thì ta kiểm tra xem nếu nó là được số đối xứng, thì ta sẽ cập nhật lại độ dài của nó. Thì vậy thì nếu nó là độ số đối xứng thì ta lại kiểm tra xem nếu cái thằng S0 chấm sai mà lớn hơn thằng red. Trong đó red ban đầu ta khởi tạo là một cái giá trị vô cùng bé, lưu độ dài lớn nhất. Thì nếu S0 lớn hơn Z thì chứng tỏ rằng tới thời điểm này đây mới là độ dài lớn nhất tìm được. Thì thầy thực hiện hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, thầy sẽ lưu lại độ dài Z thì bằng thằng S0 chấm Z chấm sai. Cái thứ hai, thầy lưu chỗ này thầy lưu cái sâu S2 là sâu kết quả. Thầy lưu nó sâu kết quả đi. Thầy lưu nó bằng sâu S. Đấy. Bằng sâu S0. Bởi vì sẽ bây giờ S0 nó đang là một sâu đối xứng mà. Tới thời điểm này bạn nào cốt được cái hàm bool kiểm tra xem một số có là số đối xứng hay không, à, một sâu có là sâu đối xứng hay không. Nếu cốt được các bạn comment giúp thầy số 1. Bạn nào chưa cốt được comment giúp thầy số 0. Ủa, sao ông Việt ông cốt nhanh comment số 0 thế?
Tôi về với ông Việt quá. Thầy hỏi chưa xong mà nó comment luôn xuống ông đòi buồn ghê. Nhưng thôi không sao. Rồi cảm ơn Dũng. Hôm nay không có gì ăn nhỉ. Chả, để thầy mời các bạn nhưng buồn ghê, không có gì cả. Rồi, tới đây thầy trò mình đã xong. Vậy thì chúng ta đã giải quyết xong được cái bài toán là kiểm tra xem một sâu có là sâu đối xứng hay không nhé. Vậy thì bây giờ sau khi thực hiện xong, cái ta thu được sâu kết quả là kết quả của bài toán. Sâu red, red là lưu độ dài lớn nhất thu được. Vậy thì bây giờ ta sang bước 3. Thì ta thực hiện đưa sâu kết quả ra. Nếu lưu ý rằng ở bài toán nếu mà ta người ta hỏi độ dài, nếu bài toán là tìm sâu con đối xứng dài nhất, sâu con liên tiếp đối xứng dài nhất của sâu S. Nếu mà người ta hỏi độ dài lớn nhất thì các bạn đưa, nếu hỏi độ dài lớn nhất thì đưa thằng Z ra. Đấy. Còn nếu mà người ta hỏi sâu kết quả thì ta đưa sâu kết quả ra. Như bài toán này người ta chạy cái nó thu được là sâu ABVA mà. Đây. Như vậy tới thời điểm này ta đã giải quyết được cái bài toán. Tuy nhiên chúng ta đang gặp một chút khó khăn, đó chính là cái công việc kiểm tra xem một sâu có là sâu đối xứng hay không. Vậy thì bây giờ ta sẽ đi tổ chức một cái hàm ở trước thằng main nhé. Rồi để kiểm tra một sâu có là sâu đối xứng hay không, thầy tổ chức một cái hàm, khi nãy thầy gọi nó là hàm đối xứng của một sâu. Để kiểm tra một sâu có là sâu đối xứng hay không, thầy lưu một cái sâu SU, thầy khai báo một cái sâu SU, thầy khai án bằng thằng sâu U. Sau đó thầy thằng sử dụng thằng reverse, thằng u chấm begin phẩy u chấm end. Thằng reverse này là hàm lật ngược sâu, à thủ tục lật ngược sâu. Ví dụ như sâu nó đang là sâu AB thì sau khi gọi reverse u chấm begin phẩy u chấm end thì sâu AB nó sẽ biến thành sâu BA. Đấy, reverse ta gọi chữ thường nhé. Sau khi thực hiện xong công việc này ta thu được sâu u. Vậy thì ta nhận thấy rằng nếu sâu u của mình, tức là sâu sau khi đã lật ngược ấy, mà bằng sâu SU ban đầu, sâu SU đó là chính là, thì ta return true. Ngược lại, ta return false. Từ đây thì ta đã giải quyết xong được cái bài toán trên nhé. Rồi, như vậy thì sau khi thực hiện công việc trên thì thầy trò mình đã thực hiện là xong cái bài toán đó là đi kiểm tra xem ta đây sẽ đi tìm một sâu con liên tiếp dài nhất mà có độ dài mà thỏa mãn điều kiện là của tôi nhỉ, là sâu con của sâu có độ dài dài nhất. Đây, thầy chụp lại video bài giảng thầy up trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành, các bạn nhớ xem lại nếu chưa nắm rõ những cái nội dung này. Rồi, ok, ta giải quyết xong cái bài sâu con.